xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, đây là chương trình Sống Đạo Sống Phật. Và hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ đến quý vị về những lời mà Đức Thế Tôn đã khai thị. Đó là tất cả đều do tâm của mình, đều tùy thuộc vào tâm. Thì hẳn nhiên nhiều người trong số chúng ta đã nghe một cái tin tức mà cái tin này nó chấn động cả nước Mỹ và rộng hơn, có thể nói rằng là trên toàn thế giới. Đó là vào đêm 30 năm Nhâm Dần, đêm 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tức là năm Ngói, chỉ còn có chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa thì ngay cái khu vực đó mọi người sẽ có một buổi lễ lớn. Buổi lễ lớn để đón giao thừa. Nhưng đã có một cái thảm kịch xảy ra. Và 11 người đã bị sát hại. Trong số đó có 16 người bị thương bởi những cái viên đạn do một người sử dụng súng để bắn. Và nếu kể số người chết thì tất cả là 12 người. Bởi vì cái người sử dụng súng để bắn giết, cuối cùng ông ta cũng đã tự kết liễu chính mình. Sau đó một tuần kể từ cái thảm kịch xảy ra thì chúng tôi được mời đến cái địa điểm của vũ trường đó tại thành phố Monterey Park để cầu nguyện. Chúng tôi đi chung với quý thầy, quý cô. Và khi đến địa điểm thì chúng tôi thấy có nhiều cái cơ quan truyền thông lớn. Trong đó có đài truyền hình ABC, đài truyền hình của Mỹ số 7, đài truyền hình số 5 và nhiều cái đài truyền hình khác của người Đài Loan, của người Hoa. Lúc đó thì một số đài truyền hình đã phỏng vấn chúng tôi và muốn biết về cái quan điểm của chúng tôi như thế nào về cái vụ xả súng vừa rồi, cũng như là nhiều cái trường hợp
tương tự khác đã xảy ra khắp nơi. Thì để trả lời cái câu hỏi đó, thưa quý vị, chúng tôi đã thưa rằng là Đức Phật dạy tất cả đều xuất phát từ trong tâm thức của chúng ta. Do vậy mà cái việc kiểm soát vũ khí rất là cần thiết. Nhưng mà cần thiết hơn đó là mỗi người phải tự kiểm soát cái tâm của mình, phải chế ngự tâm thức của chúng ta. Phải làm sao tâm của chúng ta lúc nào cũng trong sạch, cũng thanh tịnh. Và đây là cái điểm quan trọng hàng đầu trong ba cái điểm mà Đức Phật đã dạy. Ba cái điểm đó, ba cái điều đó là gì? Thứ nhất là chư ác mạt tác. Thứ hai là chúng thiện phụng hạnh. Và thứ ba là từ tịnh kỳ ý. Có nghĩa rằng là một, chớ làm những cái điều ác. Hai, hãy nỗ lực làm tất cả những cái điều thiện. Và ba, lại thanh tịnh tâm thức của mình. Thanh tịnh tâm thức đóng một cái vai trò hết sức quan yếu, được xem như là cái vai trò hàng đầu. Bởi vì nếu mà tâm thức của chúng ta không có được lành mạnh, không có được trong sạch, không có được thanh tịnh, thì đương nhiên là nó sẽ đưa dẫn đến những cái lời nói kỳ thị, không có trong sạch, không có sáng suốt, không mang cái giá trị xây dựng bởi sự thương yêu và hiểu biết. Và khi mà tâm thức của chúng ta thanh tịnh thì đương nhiên những cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày là những cái ngôn ngữ đạo đức, là những cái ngôn ngữ có tác dụng chữa trị những cái vết thương mà bất cứ ai đã và đang bị thương tổn. Chẳng những thế mà nó còn có khả năng xây dựng để giúp cho nhiều người có được một đời sống thật sự hạnh phúc và an lạc. Nếu loại ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày là chánh ngữ, mà chánh ngữ thì chỉ có thể xuất phát từ ở nơi một cái tâm thức hoàn toàn phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh. Khi mà cái tâm của chúng ta thanh tịnh thì đương nhiên là những cái hành động của chúng ta, những cái cử chỉ của chúng ta, những cái hành vi của chúng ta là những cái hành vi đạo đức, là những cái cử chỉ thánh thiện, là những cái việc làm mà qua đó không phải chỉ có bản thân mình mà vô lượng chúng sinh có được những cái đời sống mở đó hạnh phúc sung mãn, an lạc viên mãn. Cho nên chúng tôi đã thưa Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh là tất cả đều do tâm. Và sự nhấn mạnh đó đã được Kinh Hoa Nghiêm ghi lại rất rõ: nhất thiết duy tâm tạo, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu mà có một ai đó muốn biết một cách tường tận, tức là liễu giải, liễu triệt, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, tức là chư Phật, tất cả chư Phật trong ba đời,
thì ứng quán pháp giáo tánh thì phải quan sát để thấy được cái tánh của các pháp, thấy như là chính nó đang là, tất cả đều do tâm tạo nên, tức là nhất thiết duy tâm tạo. Do vậy mà muốn chấm dứt những cái thảm họa tương tự như là đã xảy ra tại thành phố Monterey Park thì cần phải làm thế nào để có một cái chương trình giáo dục giúp cho mọi người biết cái cách kiểm soát tâm thức của mình, kiểm soát súng đạn như chúng tôi đã thưa, điều đó quan trọng. Bởi vì không phải ai cũng có đủ cái tâm trí sáng suốt. Không phải bất cứ ai cũng có được cái sự bình tĩnh cần thiết trong những cái lúc mà nó xảy ra những cái sự việc làm cho mình nóng nảy, làm cho mình sân si. Không phải ai cũng có được cái khả năng tự giác. Do vậy mà việc kiểm soát súng ống với chúng tôi thì đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Nhưng mà quan trọng hơn đó là phải biết kiểm soát, phải biết tự chế. Nếu mà mình không biết cách để kiểm soát cái tâm của mình để cho cái tâm của mình nó rong ruổi như là một con ngựa không cương, băng qua từ cái thửa ruộng này đến một cái thửa ruộng khác trong một cánh đồng mênh mông. Đó là cái hình ảnh mà trong kinh Đức Phật thường nêu ra để thí dụ. Một cái thí dụ khác mà Đức Phật thường nêu ra về cái trạng thái tâm lý thiếu kiểm soát, không có định tĩnh, là hình ảnh của một con khỉ. Con khỉ nó truyền từ cành cây này sang cành cây khác trong một cái khu rừng mênh mông. Khỉ thì cái tánh nó khó để có thể ngồi yên ở một cái vị trí cố định. Và cái tâm của chúng ta cũng thế, nó cũng lênh xênh, lúc thì buồn, lúc vui, lúc thì giận, lúc thì hờn, vân vân và vân vân, bất chợt. Mà nếu mà chúng ta không học cách để kiểm soát cái tâm thức của mình thì mình dễ tạo ra những cái thảm họa, những cái mà vốn dĩ cả thế giới nhân loại không ai muốn chứng kiến. Cho nên cái tâm của chúng ta, thưa quý vị, rất rất là quan trọng. Thì trong kinh Pháp Cú thí dụ, phẩm 10 đó là phẩm song yếu. Ở trong một cái thí dụ thứ 22 có kể lại một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm. Câu chuyện được kể như thế này: một hôm nọ, vua Ba Tư Nặc của nước Xá Vệ đã cùng với quần thần của mình đến ở tại một cái ngã tư đường có sự tập hợp đông đảo của quần chúng. Bởi vì lúc bây giờ thì thưa quý vị, Đức Phật đang thuyết pháp, cho nên quần chúng tập trung lại rất là đông. Và vua Ba Tư Nặc đã xuống xe, ông bỏ kiếm ở trên xe, cởi giày và bằng đôi chân trần đến trước Đức Phật và ông sụp lạy dưới chân Phật sát đất, biểu tỏ cái sự tôn kính của ông đối với một bậc đại giác.
Và sau đó thì ông cung thỉnh Đức Phật là ngày hôm sau, đến ở một cái ngã tư đường khác đông đảo để thọ nhận cái phẩm vật cúng dường của vua. Thì Đức Phật hứa khả ở đây tức là đồng thuận, tức là chấp nhận. Và ngày hôm sau thì cái số lượng người tham dự cái buổi cúng dường và nghe pháp đông hơn. Bởi vì thường đó thì những cái buổi cúng dường của một vị vua, một bậc minh quân, vua Ba Tư này lúc bấy giờ là một bậc minh quân, cho nên ông rao truyền để mọi người biết. Lý do là vì không phải là để đến để chứng kiến cái tâm cung kính cúng dường của ông lên Đức Phật, mà còn để được nghe Đức Phật khai thị. Bởi vì bất cứ nơi nào mà Đức Phật đến thọ dụng phẩm vật cúng dường, ngài đều ban bố cho một thờ pháp. Thì trong cái thờ pháp đó, Đức Phật dạy nhiều về vấn đề đạo đức. Và như ngày hôm trước chúng tôi đã thưa, khi mà vua Ba Tư Nặc thưa thỉnh Đức Phật quang lâm, thân lâm để nhận cái phẩm vật cúng dường ngày hôm sau, thì Đức Phật đã tán thán là cao quý thế, một nhà lãnh đạo của đất nước cần phải làm thế nào để hướng dẫn quần chúng sống trong đạo đức, sống trong đạo đức, lãnh đạo nhân dân một cách sáng suốt, là hướng dẫn họ phụng hành đạo đức để được hưởng những cái phước báo, chẳng những đời này mà đời sau. Thì ngày hôm sau, trong cái số lượng người đông đảo tham dự cái buổi thuyết giảng của Đức Phật, sau khi Đức Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường của vua Ba Tư Nặc, thì có hai cái vị thương gia, mặc dù không có tên tuổi lắm, và mỗi người thì có một cái suy nghĩ trái chiều, suy nghĩ khác nhau. Một người thì đã nghĩ rằng là Đức Phật chẳng khác nào như là một cái vị hoàng đế, còn những đệ tử của ngài chẳng khác nào như là thần dân. Khi mà Đức Phật ban ra một lời dạy nào thì những người nghe đều tín thọ phụng hành, tức là tin tưởng, và tin tưởng một cách sâu xa. Và bằng cái đức tin và sự hiểu biết đã phụng hành, tức là ứng dụng, thực hành những lời dạy do Đức Phật khai thị. Và những cái người mà thực hành những lời dạy của Đức Phật như thế thì chắc chắn là phước báo họ rất lớn, công đức của họ vô lượng vô biên. Chẳng những đời này họ giàu có, sung túc, nói chung là một đời sống thật sự ý nghĩa và giá trị, mà từng bước họ sẽ chứng thành đạo quả, và cái quả vị cuối cùng là Phật quả, là Phật quả. Trong khi đó thì vị thương gia khác đã suy nghĩ rằng là vua Ba Tư Nặc thật là ngu ngốc,
Tại sao? Đã là một vị minh quân, giàu có như thế, quyền uy như thế, mà có cái gì để mà phải cần cầu? Và ông lại suy nghĩ là Đức Phật là giống như là một con bò, còn những cái người mà theo học với Ngài chẳng khác nào như là một chiếc xe. Ngài kéo đi đâu thì chạy theo đó. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì hai người đó là hai người bạn đã cùng nhau trở về cái ngôi làng mà họ đang sinh sống. Nhưng mà trên đường về họ ghé lại một cái quán rượu và họ mua rượu để uống. Thì cái người mà suy nghĩ tốt thì được Tứ Thiên Vương hộ mệnh. Còn cái người mà suy nghĩ bất thiện về Đức Phật thì là say. Cho nên ruột gan nó nóng bừng. Và tối hôm đó không thể nào ngủ được, lăn lóc ở một cái đoạn đường đầy dẫy những cái vết xe của những chiếc xe bò. Và vì sáng sớm ngày hôm sau ông vẫn chưa tỉnh, cho nên bị một lượng của xe bò đi ngang qua và nghiền nát, bởi vì trời vẫn chưa có sáng hẳn. Nhân đó Đức Phật mới dạy rằng là tất cả đều do tâm tạo, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu mà mình làm những cái việc ác thì tâm nó cũng, tức là nếu mà cái tâm của mình mà suy nghĩ những cái việc ác thì mọi sự nó, mọi sự ác, cái quả báo ác đó, nó đi theo sau. Chẳng khác nào như là cái xe đi theo con bò. Và người mà có cái tâm thiện, tâm tốt thì cũng chẳng khác nào như là một cái cỗ xe nó kéo, và những cái phước báo nó gắn liền với nhau, không thể nào có thể tách rời được. Cái ý mà Đức Phật đã dạy qua cái câu chuyện Ngài nghe được là về vấn đề nhân quả. Và nhân quả này nó tùy thuộc vào cái tâm. Nếu cái tâm mà thiện, mà tốt thì cái quả báo đương nhiên là phước báo rất là tốt. Nhưng mà nếu cái tâm mà xấu, mà ác thì cái quả báo đó cũng rất là xấu, rất là đau khổ, chứ không thể nào tốt được, không thể nào ngược lại được. Thì thưa quý vị, rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Do vậy mà xin tạm dừng lại ở đây và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm và Bồ Đề Tâm mỗi ngày một tăng trưởng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật.